Xin chào các anh chị cùng toàn thể các bạn sinh viên. Tôi là Trần Ngọc Anh, giảng viên phụ trách môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong buổi học hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau những nội dung thuộc chương 4 với tên gọi Đường lối công nghiệp hóa. Trong chương này, chúng ta có 3 phần lớn cần trao đổi với nhau. Phần lớn thứ nhất, công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Phần lớn thứ hai, công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Phần lớn thứ ba, kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. Thưa các anh chị cùng toàn thể các bạn sinh viên, ở Việt Nam chúng ta, đường lối công nghiệp hóa có thể chia ra làm hai thời kỳ chính như sau. Thời kỳ thứ nhất, năm 1960, tức là từ năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng đến năm 1985. Giai đoạn này, công nghiệp hóa được thực hiện theo cơ chế kế hoạch hóa, tập trung, quan liêu bao cấp, chúng ta còn gọi nôm na là thời kỳ trước đổi mới. Và giai đoạn chính thứ hai, từ năm 1986 đến nay, là giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa thực hiện trong bối cảnh Đảng đã cụ thể hóa đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Chúng ta vào phần một lớn, công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới từ 1960 đến năm 1985. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa. Đường lối công nghiệp hóa đất nước đã được hình thành từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng tháng 9 năm 1960. Quá trình công nghiệp hóa của nước ta diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế luôn diễn biến phức tạp và không thuận chiều. Cụ thể, tại Đại hội 3 đã đề ra kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội lần đầu tiên cho miền Bắc. Tuy nhiên, kế hoạch 5 năm mới thực hiện được hơn 4 năm. 1961-1964 thì đế quốc Mỹ đã mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Trong bối cảnh đó, đất nước đã trực tiếp thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, cụ thể là hai cuộc Mỹ dùng không quân hải quân đánh phá miền Bắc như đã nói trong chương 3, và vừa xây dựng kinh tế. Còn miền Nam thì tiếp tục thực hiện sự nghiệp của cuộc cách mạng dân tộc, dân tộc nhân dân. Rồi sau khi đất nước vừa thống nhất vào năm 1975, cả nước cùng quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội được vài năm, thì chúng ta thấy năm 78 lại xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam của Tổ quốc, năm 1979 lại xảy ra cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Thêm vào đó, sau năm 1975, đế quốc Mỹ cùng các thế lực tiến hành bao vây cấm vận Việt Nam. Như vậy, thời kỳ trước đổi mới, cụ thể 1960 đến năm 1985, Việt Nam có khoảng 25 năm tiến hành công nghiệp hóa. Tuy nhiên trong 25 năm này lại chia thành hai giai đoạn nhỏ. Giai đoạn thứ nhất, từ 1960 đến năm 1975, công nghiệp hóa được thực hiện tại miền Bắc. Và từ thời kỳ 1976 đến năm 1985 là công nghiệp hóa được thực hiện trên phạm vi cả nước. Vào cái giai đoạn thứ nhất, công nghiệp hóa được thực hiện trên miền Bắc từ 1960 đến 1975. Đại hội lần thứ 3 của Đảng đã nhận định đặc điểm lớn nhất của nước ta từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Mặt khác, vừa phải xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa phải chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Điểm xuất phát của Việt Nam khi bước vào thực hiện công nghiệp hóa, cụ thể năm 1960, công nghiệp chiếm tỷ trọng 18,2% và 7% lao động xã hội. Tương ứng, trong nông nghiệp chiếm tỷ trọng 42,3% và 83% lao động xã hội. Sản lượng lương thực bình quân đầu người trên dưới 300 kg, GDP bình quân đầu người dưới 100 đô. Trong khi phân công lao động xã hội chưa phát triển và lực lượng sản xuất còn ở trình độ thấp,
thì quan hệ sản xuất đã được đẩy lên ở trình độ tập thể hóa và quốc danh hóa là chủ yếu. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng đã xác định rõ mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa, đó là xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cân đối và hiện đại, bước đầu xây dựng cơ sở và vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Đại hội khẳng định đó là mục tiêu cơ bản lâu dài, phải thực hiện qua nhiều giai đoạn. Về cơ cấu kinh tế, Đại hội xác định kết hợp công nghiệp với nông nghiệp và lấy công nghiệp nặng làm nền tảng. Đại hội cũng đề ra 3 cuộc cách mạng phải thực hiện. Cuộc cách mạng thứ nhất là cách mạng về khoa học kỹ thuật, cách mạng thứ hai là cách mạng về tư tưởng văn hóa, và cách mạng thứ ba là cách mạng về quan hệ sản xuất. Và vì ở Đại hội 3 đề ra kế hoạch 5 năm, đề ra đường lối công nghiệp hóa cho miền miền Bắc là thiên về phát triển công nghiệp nặng, nên Đại hội khẳng định cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật là quan trọng nhất. Cụ thể hóa những nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 thì tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 3 đã nêu phương hướng chỉ đạo xây dựng và phát triển công nghiệp. Cụ thể, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp với phát triển nông nghiệp, rồi ra sức phát triển công nghiệp nhẹ song song với việc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, rồi ra sức phát triển công nghiệp trung ương đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương. Trong giai đoạn này thì chúng ta thấy thực hiện các cái chủ trương của Đảng trong công nghiệp hóa thì miền Bắc đã hình thành được một số trung tâm công nghiệp như là tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Việt Trì, Thái Nguyên, Nam Định. Tóm lại thì chúng ta thấy trong 15 năm thực hiện công nghiệp hóa ở miền Bắc từ 1960-1975, đây thực sự là sự lựa chọn mô hình chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu mà nhiều nước, trong đó kể cả xã hội chủ nghĩa và một số nước tư bản chủ nghĩa đã và đang thực hiện lúc đó. Chiến lược này được duy trì không những ở miền Bắc trong 15 năm mà còn tiếp tục thực hiện ở trên cả nước 10 năm tiếp theo, từ năm 1976 đến năm 1985. Giai đoạn thứ hai nhỏ, giai đoạn nhỏ thứ hai là trên phạm vi cả nước. Thì sau đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước độc lập thống nhất, hai miền Nam Bắc cùng quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tháng 12 năm 76, đại hội lần thứ tư của Đảng được diễn ra. Thì chiến lược ưu tiên phát triển công nghiệp nặng tiếp tục được khẳng định lại như ở đại hội lần thứ 3. Tuy nhiên thì chính sách thì đã có sự thay đổi chút ít. Cụ thể là đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp mà xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công nông nghiệp, vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế trung ương với kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế thống nhất. Những thay đổi trong chính sách công nghiệp hóa ở đại hội lần thứ tư so với đại hội lần thứ ba dù chưa thật sự rõ nét, song cũng đã tạo một cái sự thay đổi nhất định trong phát triển. Cụ thể là số xí nghiệp công nghiệp quốc doanh tăng từ 1.913 cơ sở vào năm 1976 thì đã lên 2.627 cơ sở vào năm 1980 và 3.220 cơ sở vào năm 1985. Rồi năm 1978 thì công nghiệp tăng 118,2% so với năm 1976. Tuy nhiên, do thực tế chúng ta chưa có đủ điều kiện để thực hiện nên đây vẫn là sự biểu hiện của tư tưởng nóng vội trong việc xác định bước đi và sai lầm trong việc lựa chọn ưu tiên giữa công nghiệp và nông nghiệp. Kết quả là thời kỳ 76 đến 80 nền kinh tế Việt Nam lâm vào khủng hoảng suy thoái, cơ cấu kinh tế mất cân đối nghiêm trọng và hầu hết các chỉ tiêu được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư của Đảng đều không hoàn thành chỉ tiêu nào. Không hoàn thành chỉ tiêu.
đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng diễn ra vào tháng 3 năm 1982. Có những cái điểm mới mà đại hội đề ra chúng ta cần ghi nhận. Thứ nhất là xác định chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ từ năm 1980 cho đến năm 1990. Và thứ hai là xác định trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ thì phải lấy nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Như vậy là từ công nghiệp nặng, thiên về công nghiệp nặng ở đại hội 3, đại hội 4 thì đại hội 5 đã khẳng định phải lấy nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Rồi ra sức phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Còn việc xây dựng và phát triển công nghiệp nặng, đại hội 5 khẳng định là cần làm có mức độ vừa sức nhằm phục vụ thiết thực có hiệu quả cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Đại hội 5 coi đó là nội dung chính của công nghiệp hóa trong chặng đường trước mắt. Như vậy đây là bước điều chỉnh rất đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam lúc bây giờ. Như vậy nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ này đã có sự tăng trưởng khá hơn so với thời kỳ 5 năm trước đó. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1981 là 2,3%, thì đến năm 1985 đã là 5,7%. Rồi tốc độ tăng trưởng công nghiệp đến năm 1981 là 9,5%. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp cũng vậy. Đến năm 1985, công nghiệp nhóm A chiếm 32,7%. Công nghiệp nhẹ chiếm 67,3%. Tiểu thủ công nghiệp 43,5%. Công nghiệp địa phương 66%. Công nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh là 56,5%. Tỷ trọng công nghiệp tăng từ 20,2% năm 80 lên 30% năm 1985. Nhập khẩu lương thực đã giảm hẳn so với 5 năm trước, từ 5,6 triệu tấn thời kỳ 76-80 xuống 1 triệu tấn thời kỳ 81-85. Tuy nhiên thì trên thực tế chính sách này vẫn không mấy có sự thay đổi so với đại hội lần thứ 3, lần thứ 4. Mặc dù nông nghiệp được xác định là mặt trận hàng đầu, nhưng đại hội vẫn khẳng định xây dựng cơ cấu công nghiệp nông nghiệp hiện đại, lấy hệ thống công nghiệp nặng tương đối phát triển làm nòng cốt. Và sự điều chỉnh không dứt khoát trên đã khiến cho nền kinh tế Việt Nam không tiến xa được bao nhiêu, trái lại còn gặp nhiều khó khăn và khuyết điểm mới. Tình hình kinh tế xã hội và đời sống nhân dân sau 5 năm không những không được ổn định mà còn lâm vào khủng hoảng ngày càng trầm trọng hơn. Như vậy, từ năm 1960 đến năm 1975, đường lối công nghiệp hóa ở Việt Nam thực hiện trong khoảng 25 năm, còn gọi là công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Qua trao đổi ở trên, chúng ta thấy đặc điểm chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới tại Việt Nam như sau, gồm có 4 cái đặc trưng chủ yếu. Thứ nhất là công nghiệp hóa theo mô hình kinh tế khép kín, hướng nội và thiên về phát triển công nghiệp nặng. Giai đoạn này hầu như chúng ta chỉ có quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu thôi. Thứ hai, chủ yếu dựa vào lợi thế lao động, tài nguyên đất đai và nguồn viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa. Thứ ba, chủ lực thực hiện công nghiệp hóa là nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. Rồi việc phân bổ nguồn lực để công nghiệp hóa chủ yếu bằng cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu trong nền kinh tế phi thị trường. Và cái đặc trưng thứ tư là mô hình công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới thực hiện trong cái điều kiện nóng vội, giản đơn, chủ quan duy trì, ham làm nhanh làm lớn, không quan tâm đến hiệu quả kinh tế xã hội. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. Đầu tiên là kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới diễn ra trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Những điều kiện vật chất cần thiết cho công nghiệp hóa còn hết sức hạn chế và trong điều kiện còn có chiến tranh phá hoại. Mặc dù vậy, quá trình công nghiệp hóa vẫn đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, so với năm 1955, số sinh nghiệp đã tăng lên 16,5 lần. Nhiều khu công nghiệp lớn đã hình thành. Có nhiều cơ sở đầu tiên của các ngành công nghiệp nặng quan trọng như điện, than, cơ khí, điện kim, hóa chất. Rồi đã có hàng chục trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề.
đã đào tạo được đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật xấp xỉ khoảng 43 vạn người, tăng 19 lần so với năm 1960, và tức là thời điểm bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa. Rồi trong điều kiện đi lên từ xuất phát điểm thấp lại bị chiến tranh phá hoại nặng nề, thì những kết quả đạt được trên đây có ý nghĩa hết sức quan trọng, đã tạo cơ sở ban đầu để nước ta phát triển nhanh hơn trong các giai đoạn tiếp theo. Còn về hạn chế nguyên nhân, trước tiên là hạn chế. Bên cạnh những kết quả đạt được thì công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới có những hạn chế nhất định. Cụ thể, cơ sở vật chất kỹ thuật còn hết sức lạc hậu. Những ngành công nghiệp then chốt còn nhỏ bé và chưa được xây dựng đồng bộ, đủ sức làm nền tảng vững chắc cho nền kinh tế quốc dân. Rồi là lực lượng sản xuất trong nông nghiệp mới chỉ bước đầu phát triển, nông nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu về lương thực thực phẩm cho xã hội. Đất nước vẫn trong tình trạng nghèo nàn lạc hậu, kém phát triển, và nhất là rơi vào khủng hoảng kinh tế xã hội. Nguyên nhân của những hạn chế thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là về nguyên nhân khách quan. Công nghiệp hóa của chúng ta được tiến hành từ một nền kinh tế lạc hậu, nghèo nàn và trong điều kiện có chiến tranh kéo dài, vừa bị tàn phá nặng nề và vừa không thể tập trung hết sức người sức của cho công nghiệp hóa. Còn nguyên nhân về chủ quan, đó là trong thời kỳ này đã mắc phải những cái sai lầm nghiêm trọng trong việc xác định mục tiêu bước đi về cơ sở vật chất kỹ thuật, bố trí cơ cấu sản xuất lẫn cơ cấu đầu tư. Đó là những sai lầm xuất phát từ chủ quan ý chí trong nhận thức và trong chủ trương công nghiệp hóa. Chúng ta sang phần 2 lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời kỳ đổi mới. Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa. Trước tình hình đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội ngày càng nghiêm trọng, sản xuất kém phát triển và đời sống của nhân dân càng ngày càng khó khăn hơn, thì từ năm 78 trở đi, trên nhiều địa phương của cả ba miền đất nước đã xuất hiện những cái hiện tượng xé rào, và chính từ những hiệu quả xé rào đã buộc các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng đã có từng bước có sự điều chỉnh. Ở đây chúng ta sẽ trao đổi với nhau ba cái bước đột phá. Bước đột phá thứ nhất là Hội nghị Trung ương 6 khóa 4 diễn ra vào tháng 8 năm 1979. Diễn ra tháng 8 năm 1979. Trong Hội nghị Trung ương 6 thì khẳng định là chủ trương và quyết tâm làm cho sản xuất bung ra. Hội nghị đã bàn thứ nhất là những biện pháp khắc phục những yếu kém trong quản lý kinh tế, trong cải tạo xã hội chủ nghĩa. Rõ ràng thì chúng ta biết là từ năm 1958-1960, miền Bắc đã đề ra kế hoạch 3 năm bước đầu phát triển kinh tế văn hóa và cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Rồi sau này khi mà Nam Bắc xung vào một nhà thì miền Nam cũng tiến hành cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Cụ thể trong trọng tâm trong vấn đề cải tạo xã hội chủ nghĩa là đưa người dân vào làm ăn tập thể. Tuy nhiên thì đến thời bình, đất nước không còn chiến tranh nữa, thì việc đưa người dân vào làm ăn tập thể phần nào đó đã bộc lộ những cái hạn chế, thiếu sót, kém hiệu quả. Rồi cái nội dung thứ hai mà Hội nghị Trung ương 6 đưa ra là coi trọng đẩy mạnh sản xuất nông lâm ngư nghiệp, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Rồi cái nội dung thứ ba mà Hội nghị Trung ương 6 đưa ra đó là cải tiến chính sách lưu thông phân phối, đổi mới công tác kế hoạch hóa, kết hợp kế hoạch hóa với thị trường, kết hợp ba lợi ích nhà nước, lợi ích tập thể và lợi ích của cá nhân. Rồi thứ tư là chấn chỉnh công tác tổ chức và chỉ đạo thực hiện. Chính những cái tư tưởng của Hội nghị Trung ương 6 đã từng bước làm cho sự chuyển biến bước đầu trong kinh tế Việt Nam từ năm 80-81, nhiều chuyển biến tích cực được diễn ra. Cụ thể đối với về cấp lãnh đạo thì từ năm cuối năm 80 trở đi, những cái vị cấp tiến đã được đưa vào thay thế cho những cái vị bảo thủ nguyên tắc. Nhưng rất tiếc là năm 1984-1985 lại là một bước thụt lùi về mặt tư duy. Cụ thể là
84, 85 chủ trương tiến hành triệt để cải tạo xã hội chủ nghĩa hơn nữa, và chủ trương vẫn duy trì cơ chế cũ. Vì vậy mà mãi đến tháng 8 năm 19 hội nghị trung ương 8 tháng 6 năm 1985 thuộc khóa 5, đây được coi là bước đột phá thứ hai. Tại bước đột phá thứ hai này thì trung ương khẳng định phải xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, bởi vì đây là một trong những nguyên nhân quan trọng chính dẫn đến cái sự trì trệ khủng hoảng kém hiệu quả của nền kinh tế. Rồi chủ trương là thực hiện cơ chế một giá, xóa bỏ chế độ cung cấp hiện vật theo giá thấp, chuyển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sang cơ chế hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Như vậy chúng ta vừa trao đổi hai bước đột phá, và đến bước đột phá thứ ba vào tháng 8 năm 1986, tháng 8 năm 1986. Trong hội nghị Bộ Chính trị này đã chúng ta thấy là có ba vấn đề lớn cần ghi nhận. Thứ nhất là về cơ cấu kinh tế, thứ hai là về cải tạo xã hội chủ nghĩa, và thứ ba là cơ chế quản lý kinh tế. Cụ thể là vấn đề thứ nhất là cơ cấu kinh tế. Bộ Chính trị khẳng định trong bố trí cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư phải lấy nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Thực tế thì như đã trao đổi là nông nghiệp là mặt trận hàng đầu đã được đề ra từ đại hội lần thứ 5 rồi, nhưng mà trong thực tiễn thì đã không thực sự coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Rồi bên cạnh đó là phải ra sức phát triển công nghiệp nhẹ. Đối với công nghiệp nặng thì Bộ Chính trị khẳng định là được phát triển có chọn lọc, phát triển có chọn lọc. Rồi thứ hai về cải tạo xã hội chủ nghĩa thì Bộ Chính trị khẳng định là phải xác định cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Như vậy từ một nền kinh tế gồm hai thành phần cơ bản, quốc doanh và tập thể, thì từ hội nghị Bộ Chính trị tháng 8 năm 86 khẳng định là coi kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ. Hiện nay chúng ta thấy qua nhiều đại hội đúng không? Từ 4, từ 5, từ 6 thành phần, mà cụ thể là từ đại hội 11 đến nay là chúng ta còn 4 thành phần kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là một sự cầu thị ghi nhận trong cái sự chuyển biến tư duy của Đảng về góc độ kinh tế. Rồi cái thứ ba là về cơ chế quản lý kinh tế. Hội nghị Bộ Chính trị khẳng định phải lấy kế hoạch làm trung tâm, nhưng đồng thời phải sử dụng đúng đắn quan hệ hàng hóa tiền tệ. Và Bộ Chính trị khẳng định thêm một lần nữa là phải dứt khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Những nội dung của Hội nghị Bộ Chính trị được coi là bước đột phá thứ ba của Đảng nhằm tiến tới đổi mới, và những nội dung đó đã được hiện thực hóa từ đại hội lần thứ sáu. Đại biểu toàn quốc lần thứ sáu của Đảng được diễn ra vào tháng 12 năm 1986. Một mặt là đại hội đã phê phán những sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa của thời kỳ trước đổi mới 1960-1985. Với một cái tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật, thì đại hội đã nghiêm khắc chỉ ra những sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa của trước thời kỳ trước đổi mới, mà trực tiếp là 10 năm 1975-1985. Cụ thể, thứ nhất là đại hội khẳng định đã phạm phải sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, về cải tạo xã hội chủ nghĩa và về quản lý kinh tế, do tư tưởng chỉ đạo chủ quan nóng vội muốn bỏ qua những bước đi cần thiết, nên chúng ta đã chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa khi chưa có đủ các điều kiện tiền đề cần thiết, mặt khác chậm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Thứ hai là trong việc bố trí cơ cấu kinh tế, trước hết là cơ cấu sản xuất và cơ cấu đầu tư, thì thường chỉ xuất phát từ lòng mong muốn đi nhanh, không kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu công nghiệp với nông nghiệp thành một cơ cấu kinh tế hợp lý, thiên về xây dựng công nghiệp nặng và những công trình quy mô lớn, không tập trung giải quyết vấn đề căn bản là vấn đề lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, dẫn đến một cái kết quả đó là đầu tư nhiều nhưng mà hiệu quả thì lại thấp. Rồi thứ ba là không thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết của đại hội năm. Cụ thể đại hội năm đã nêu ra nông nghiệp là mặt trận hàng đầu,
Nhưng mà nhiệm kỳ khóa 5 thì nông nghiệp vẫn chưa thực sự được coi là mặt trận hàng đầu. Công nghiệp nặng thì được đề cao nhưng mà không phục vụ cho kịp thời cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Từ việc chỉ ra những sai lầm khuyết điểm thì Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng đã cụ thể hóa nội dung chính của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Đại hội khẳng định trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên thời kỳ quá độ, đấy là đại hội năm đó, từ năm 1980 đến năm 90 mà đại hội này diễn ra năm 86. Như vậy trong những năm còn lại chặng đường đầu tiên thời kỳ quá độ phải thực hiện cho được 3 chương trình mục tiêu. Thứ nhất là lương thực thực phẩm, thứ hai là sản xuất hàng tiêu dùng, thứ ba là hàng xuất khẩu. Và khẳng định là 3 cái chương trình này có liên hệ liên quan chặt chẽ với nhau. Cụ thể, phát triển lương thực thực phẩm và hàng tiêu dùng là nhằm bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho đời sống nhân dân sau mấy chục năm chiến tranh ác liệt, và đặc biệt là trong bối cảnh của nền kinh tế còn đang trong tình trạng thiếu hụt hàng hóa nghiêm trọng, để góp phần ổn định kinh tế xã hội. Còn phát triển hàng xuất khẩu là yếu tố quyết định để khuyến khích sản xuất và đầu tư trong nước, tạo nguồn thu ngoại tệ để nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Như vậy, xác định thứ tự ưu tiên đó thì đã cho phép phát huy sức mạnh nội lực và tranh thủ sức mạnh từ bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội. Thực chất, đây là sự thay đổi trong lựa chọn mô hình chiến lược công nghiệp hóa. Cụ thể là chuyển từ mô hình hướng nội thay thế nhập khẩu trước đây sang cái mô hình hỗn hợp hướng về xuất khẩu đồng thời thay thế cho nhập khẩu. Đã và đang được áp dụng phổ biến và khá thành công tại các nước châu Á hiện tại. Như vậy, chính sách công nghiệp hóa của Đại hội 6 đã đưa ra, thứ nhất là đưa ra một cái thứ tự ưu tiên mới: nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, rồi đến công nghiệp nặng. Tạo ra một sự chuyển biến quan trọng cả về quan điểm nhận thức cũng như tổ chức chỉ đạo thực hiện công nghiệp hóa đất nước. Đó là chuyển hướng chiến lược công nghiệp hóa từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước. Từ cơ chế khép kín sang cơ chế mở. Rồi từ xây dựng ngay từ đầu một cơ cấu kinh tế đầy đủ, tự cấp tự túc sang cơ cấu bổ sung kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Mục tiêu là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Ở đại hội 3, đại hội 4 đã chuyển sang lấy nông nghiệp và công nghiệp hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu làm trọng tâm. Chính vì vậy từ đó đã dẫn đến sự đổi mới trong cơ cấu đầu tư. Từ đầu tư có trọng điểm và tập trung vào những mục tiêu các ngành quan trọng, trước hết là đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, cho chế biến nông sản và một số ngành công nghiệp nặng trực tiếp phục vụ cho 3 chương trình kinh tế lớn, rồi là phải phát huy nguồn lực của nhiều thành phần kinh tế. Đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng diễn ra vào tháng 6 năm 91, đại hội đã tiếp tục có những nhận thức mới, ngày càng toàn diện sâu sắc hơn về công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa. Đại hội đã xác định vai trò của mặt trận hàng đầu, cụ thể là nông nghiệp, và trên thực tế đã đầu tư cho nông nghiệp từ ngân sách tăng lên. Đại hội đề cập đến lĩnh vực dịch vụ kinh tế kỹ thuật trong việc đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống và hợp tác quốc tế, đưa ra chiến lược phát triển kinh tế vùng phù hợp với chiến lược chung của cả nước. Nhất là Hội nghị Trung ương 7 khóa 7 diễn ra vào tháng 1 năm 94 đã có sự đột phá trong cái nhận thức về khái niệm công nghiệp hóa hiện đại hóa như trên các anh chị có thể và các bạn có thể theo dõi. Và vì vậy mà thực hiện đường lối công nghiệp hóa khóa 7, nền kinh tế nước ta đã có những phát triển cao hơn, có chất lượng hơn và đi vào thực chất hơn so với nhiều năm trước. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế nếu như năm 1991 là 5,8%, thì đến năm 1995 là 9,5%. Có thể nói khẳng định là năm 95 là một trong năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước từ năm 86 đến nay. Thứ hai là tương ứng với công nghiệp cũng tăng từ 5,3% năm 91 lên đến 15,5% năm 1995.
nông nghiệp cũng tăng từ 2,2% lên 4,8%, xuất khẩu tăng từ 13,2% lên 34,4%. Nhất là lạm phát đã được kiềm chế ở mức tốt, năm 1991 là 67%, đến năm 1995 còn 12,7%. Vốn đầu tư cho công nghiệp giai đoạn 91-95 chiếm 38,4% tổng đầu tư xã hội, tức là tương ứng với khoảng 20,8 tỷ đô la Mỹ. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng, diễn ra từ 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 96, Đại hội 8 đã nhìn nhận đất nước sau 10 năm đổi mới và khẳng định nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa về cơ bản đã hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội 8 cũng đã điều chỉnh chính sách công nghiệp hóa theo hướng lấy nông nghiệp làm khâu đột phá, coi nông nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến là mặt trận hàng đầu, tiếp tục thực hiện rộng rãi hơn chính sách mở cửa, phát triển kinh tế nhiều thành phần, nâng cao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, gắn công nghiệp hóa với hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ làm động lực, lấy nguồn lực con người làm yếu tố trung tâm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặt ra nội dung cụ thể của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm trước mắt, mà cụ thể từ năm 1996 cho đến năm 2000. Đặc biệt coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vấn đề tâm nông, nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thực hiện những cái chủ trương của công nghiệp hóa, Đại hội 8 đã có những cái khóa 8 đã đạt, cũng đạt được những cái thành quả rất là khả quan. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 tháng 4 năm 2001, lần thứ 10 tháng 4 năm 2006, lần thứ 11 là tháng 1 năm 2011 và lần thứ 12 tháng 1 năm 2016. Bốn đại hội này đã tiếp tục bổ sung, nhấn mạnh một số điểm mới về mục tiêu, về con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Chúng ta sang hai nhỏ, mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Về mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đề ra mục tiêu lâu dài là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc. Mục tiêu Đại hội 8 đưa ra, từ Đại hội 8 đưa ra là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Đại hội 9 bổ sung trong cái mục tiêu đó là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Như vậy Đại hội 9 bổ sung thêm cụm từ dân chủ trong mục tiêu phát triển. Đại hội 10, 11, 12, nhất là đại hội 11 trở đi có sự điều chỉnh trong mục tiêu 10 chữ như bây giờ đó: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Rồi mục tiêu thứ hai, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng một nước nghèo và kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhất là Đại hội 11-12 gần đây đã khẳng định thêm, từ nay đến giữa thế kỷ 21 nước ta phải trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. B. Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa gồm những quan điểm sau. Thứ nhất, công nghiệp hóa phải gắn với hiện đại hóa. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải gắn với phát triển kinh tế tri thức. Nội dung này được khẳng định từ Đại hội lần thứ 9, nhất là gắn với phát triển kinh tế tri thức. Rõ ràng hiện nay thế giới kinh tế tri thức đang phát triển như vũ bão, và vì vậy Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Thứ hai, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thứ ba, lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Vậy nhất là Đại hội 8 đã bắt đầu thực sự coi trọng nguồn lực con người, coi nguồn lực con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của mọi sự phát triển. Rõ ràng đánh giá tiềm năng về của
tiềm năng phát triển của một quốc gia trong tương lai, thì bây giờ người ta dựa chủ yếu vào cái chiến lược phát triển nguồn nhân lực của cái quốc gia đó. Và vì vậy từ đại hội 8 chúng ta thấy đại hội đã khẳng định là phải phát triển giáo dục đào tạo khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu để đào tạo ra một cái nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp hóa. Rồi cái thứ tư, coi phát triển khoa học và công nghệ là nền tảng động lực của công nghiệp hóa hiện đại hóa. Muốn có công nghiệp hóa hiện đại hóa thì đương nhiên phải phát triển được khoa học công nghệ. Thì chúng ta biết là thế giới đã trải qua 4 cuộc cách mạng khoa học công nghệ, hiện nay chúng ta gọi là cách mạng 4.0. thì hầu hết các lĩnh vực cho đến bây giờ đều sử dụng, ứng dụng một cách tương đối rộng rãi những thành tựu của khoa học công nghệ. Việt Nam chúng ta là quốc gia đi sau thì đương nhiên chúng ta có lợi thế là thừa hưởng và rút ngắn được cái thời gian cũng như trình độ. Và thứ năm, phát triển nhanh, hiệu quả và phát triển bền vững. Hay là phát triển nhanh tức là phát triển về số lượng, hiệu quả bền vững là chất lượng, tức là vừa đi liền số lượng lẫn chất lượng. Thực sự trong những năm vừa qua, Đảng Chính phủ Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề vừa phát triển nhanh, tức là về số lượng, gắn liền với hiệu quả bền vững, tức là chất lượng. Với cái tuyên bố của Chính phủ Việt Nam, không đánh đổi kinh tế lấy môi trường. Đó, đánh đổi kinh tế lấy môi trường. Đây là vấn đề rất quan tâm trong chiến lược quan điểm phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay. Ba nhỏ, nội dung của công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Về nội dung, từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, tháng 4 năm 2006 đã chỉ rõ chúng ta cần tranh thủ các cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Và phải coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và công nghiệp hóa hiện đại hóa. Nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Thứ nhất là phải phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao, dựa nhiều vào tri thức kết hợp với sử dụng nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại. Đấy là cái yêu cầu thứ nhất. Rõ ràng Việt Nam mình có nhiều chương trình, chính sách nhằm phát hiện những cái nhân tài cho đất nước. Thế là phải coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước đi phát triển của đất nước ở từng vùng, từng địa phương và từng dự án kinh tế xã hội. Rồi thứ ba là xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại hợp lý theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ. Rõ ràng thì so với thời kỳ trước đổi mới thì đến thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước đã chủ trương phát triển kinh tế theo cái chiều sâu, tức là theo khai thác lợi thế so sánh, thế mạnh của từng vùng, từng miền. Rồi cái thứ tư là giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành, các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực có sức cạnh tranh cao. B, định hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Thì cũng từ Đại hội 10 đưa ra 6 cái định hướng về các ngành, lĩnh vực trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Định hướng thứ nhất là đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các yêu cầu về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Chúng ta gọi tắt là vấn đề tam nông ấy. Trong vấn đề tam nông thì thứ nhất là về công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp. Về vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân là một vấn đề lớn trong quá trình công nghiệp hóa đối với tất cả các nước khi tiến hành công nghiệp hóa trên thế giới. Bởi vì công nghiệp hóa là quá trình thu hẹp khu vực nông nghiệp, nông thôn và gia tăng khu vực công nghiệp, xây dựng dịch vụ và đô thị. Nông nghiệp mà là cái nơi cung cấp lương thực, nguyên liệu cũng như lao động cho công nghiệp và thành thị.
là thị trường rộng lớn của công nghiệp và dịch vụ. Nông thôn chiếm đa số dân cư ở thời điểm bắt đầu công nghiệp hóa. Vì vậy, quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân là một vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa. Và vì vậy, tại Việt Nam trong những năm vừa qua, vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn cũng được Đảng và Nhà nước đặt ở vị trí quan trọng. Khẳng định trong những năm tới, định hướng phát triển cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông thôn là phải chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tạo ra các giá trị gia tăng ngày càng cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường, đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh nông sản hàng hóa phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa phương. Rồi tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản xuất, sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng sản phẩm và lao động nông nghiệp. Rồi vấn đề về quy hoạch phát triển nông thôn, khẩn trương xây dựng các cái quy hoạch phát triển nông thôn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng các làng xã ấp bản có cuộc sống no đủ, văn minh, môi trường lành mạnh, hình thành các khu dân cư đô thị với kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ như thủy lợi, giao thông, điện nước, cụm công nghiệp, trường học, trạm y tế, bưu điện, chợ, v.v. Rồi phải phát huy dân chủ ở nông thôn đi đôi với xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao trình độ dân trí, bài trừ các cái tệ nạn xã hội, hủ tục, mê tín dị đoan, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Còn thứ ba là về giải quyết vấn đề lao động việc làm ở nông thôn. Tại nông thôn trong những năm vừa qua, chúng ta thấy nhiều nơi vẫn còn cái hạn chế, đó là người nông dân cứ đúng mùa vụ thì đầu tắt mặt tối, hết mùa vụ thì lại nông nhàn. Vì vậy mà giải quyết lao động việc làm ở nông thôn cũng là vấn đề được Đảng, Nhà nước quan tâm. Cụ thể chủ trương là chú trọng trong vấn đề dạy nghề, giải quyết việc làm cho nông dân, trước hết là ở các vùng sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, giao thông, các khu đô thị mới, chuyển cơ cấu lao động nông thôn theo hướng giảm nhanh tỷ trọng lao động làm nông nghiệp và tăng tỷ trọng lao động trong công nghiệp và dịch vụ. Ví dụ như tại nhiều địa phương hiện nay đã phát huy cái thế mạnh khôi phục lại các cái làng nghề truyền thống. Rồi nếu như nơi nào có điều kiện thì đã phát triển mô hình khu du lịch sinh thái để tạo điều kiện lao động nông thôn có việc làm trong và ngoài khu vực nông thôn, kể cả lao động nước ngoài. Rồi đầu tư mạnh hơn cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, nhất là các vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu của Đảng đề ra là phấn đấu đến năm 2020, tức là trong năm nay đó, giảm tỷ lệ lao động ở nông lâm ngư nghiệp xuống còn khoảng độ 30-35% trong tổng số lao động xã hội, và nâng cao tỷ lệ sử dụng thời gian sử dụng lao động ở nông thôn lên tới 85%. Định hướng thứ hai là phát triển nhanh hơn công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Chúng ta biết rằng tính quy luật của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là tỷ trọng của nông nghiệp giảm, còn công nghiệp xây dựng dịch vụ thì phải tăng lên. Vì vậy Đảng chủ trương phát triển nhanh hơn công nghiệp xây dựng dịch vụ. Cụ thể đối với công nghiệp và xây dựng là khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tác, công nghiệp phần mềm và công nghiệp hỗ trợ có lợi thế cạnh tranh, tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động, phát triển một số khu kinh tế mở và đặc khu kinh tế, nâng cao hiệu quả của các khu công nghiệp, khu chế xuất. Rồi khuyến khích và tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, sản xuất tư liệu sản xuất quan trọng theo hướng hiện đại, ưu tiên thu hút đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn nước ngoài và các công ty lớn đa quốc gia, xuyên quốc gia. Rồi tích cực thu hút vốn trong và ngoài nước để đầu tư thực hiện các dự án quan trọng như là khai thác dầu khí, lọc dầu và hóa dầu luyện kim, cơ khí chế tạo, hóa chất cơ bản, phân bón, vật liệu xây dựng, có chính sách hạn chế xuất khẩu tài nguyên thô, rồi phải thu hút chuyên gia giỏi cao cấp của nước ngoài, rồi người Việt Nam trong cộng đồng định cư ở nước ngoài. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế xã hội,
nhất là các sân bay quốc tế, cảng biển, đường cao tốc, đường ven biển, đường đông tây, mạng lưới cung cấp điện, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ở các đô thị lớn, hệ thống thủy lợi, cấp thoát nước, phát triển công nghiệp năng lượng gắn với công nghệ tiết kiệm năng lượng, tăng nhanh năng lực và hiện đại hóa bưu chính viễn thông. Còn đối với dịch vụ, tạo bước phát triển vượt bậc các ngành dịch vụ, nhất là những ngành có chất lượng cao, tiềm năng lớn, có sức cạnh tranh, đưa tốc độ phát triển của ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP, tận dụng tốt thời cơ hội nhập quốc tế để tạo bước phát triển ngành công nghiệp không khói này. Tiếp tục mở rộng nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ truyền thống như vận tải, thương mại, ngân hàng, bưu chính viễn thông, du lịch, phát triển mạnh các cái dịch vụ phục vụ sản xuất, nông lâm ngư nghiệp, phục vụ đời sống khu vực nông thôn. Đổi mới căn bản cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng. Nhà nước kiểm soát chặt chẽ độc quyền và tạo hành lang pháp lý môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường dịch vụ. Là phát triển kinh tế vùng. Cơ cấu kinh tế vùng cũng là một trong cơ cấu cơ bản của nền kinh tế quốc dân. Xác định đúng đắn cơ cấu vùng có nghĩa quan trọng, nó cho phép khai thác hiệu quả các lợi thế so sánh của từng vùng, tạo ra sự phát triển đồng đều giữa các vùng trong cả nước để phát triển mạnh các cái vùng kinh tế. Và vì vậy phải thứ nhất là có cơ chế chính sách phù hợp, các vùng trong cả nước cùng phát triển nhanh hơn trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý của mỗi vùng và liên vùng, đồng thời tạo ra sự liên kết giữa các vùng nhằm đem lại hiệu quả cao, khắc phục tình trạng chia cắt khép kín theo địa giới hành chính. Rồi là phải xây dựng ba vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Nam, hình thành những cái trung tâm công nghiệp lớn có công nghệ cao để các vùng này đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển chung của cả nước. Trên cơ sở phát triển các cái vùng kinh tế trọng điểm, tạo ra động lực và sự lan tỏa đến các cái vùng khác và trợ giúp cho các vùng khó khăn, đặc biệt là các vùng biên giới hải đảo, vùng Tây Nguyên, Tây Nam, Tây Bắc, để có chính sách giúp trợ giúp nhiều hơn về nguồn lực để phát triển các cái vùng khó khăn, bổ sung các cái chính sách khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư kinh doanh tại các vùng khó khăn. Là phát triển kinh tế biển, phải xây dựng thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện có trọng tâm trọng điểm, sớm đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về kinh tế biển trong khu vực, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Vì vậy mà phải hoàn chỉnh quy hoạch và phát triển có hệ thống các cái cảng biển và vận tải biển, khai thác và chế biến dầu khí, khai thác chế biến hải sản, phát triển du lịch biển đảo, đẩy mạnh phát triển công nghiệp đóng tàu biển, đồng thời hình thành một số hành lang kinh tế ven biển. Nhất gần đây nhất là tại khóa 12 chúng ta thấy hội nghị trung ương 8 tháng 10 năm 2018 đã đề ra chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Về các anh chị và các bạn có thể tham khảo trên mạng. Thứ năm là chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu công nghệ. Để chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển kinh tế tri thức, thì Đảng đã khẳng định là phải phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đến năm 2020 nguồn nhân lực với cơ cấu đồng bộ và chất lượng cao. Tỷ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp còn 30-35% lực lượng lao động xã hội. Phát triển khoa học công nghệ phù hợp với xu thế phát triển nhảy vọt cách mạng khoa học công nghệ, lựa chọn đi ngay vào những công nghệ hiện đại ở một số ngành và lĩnh vực then chốt, chú trọng phát triển công nghệ cao để đột phá và công nghệ sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong từng ngành lĩnh vực của nền kinh tế, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động khoa học và công nghệ với giáo dục và đào tạo để thực hiện thực sự phát huy vai trò quốc sách hàng đầu, tạo động lực để đẩy mạnh, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức. Rồi phải thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài, các nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư, kỹ sư trưởng, kỹ thuật viên lành nghề và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao. Rồi đổi mới cơ bản cơ chế quản lý khoa học và công nghệ,
đặc biệt là cơ chế tài chính cho phù hợp với đặc thù sáng tạo và khả năng rủi ro của hoạt động khoa học và công nghệ. Và định hướng thứ sáu là định hướng cuối cùng, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường. Xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, thì vấn đề bảo vệ sử dụng tài nguyên và cải thiện môi trường tự nhiên cũng được Đảng nhà nước coi trọng. Cụ thể, phải tăng cường quản lý tài nguyên quốc gia, nhất là các tài nguyên đất, nước, khoáng sản, rừng, ngăn chặn các hành vi hủy hoại gây ô nhiễm môi trường, khắc phục tình trạng xuống cấp môi trường ở các lưu vực sông, đô thị, khu công nghiệp, làng nghề, nơi dân cư và có nhiều hoạt động kinh tế, quan tâm đầu tư cho lĩnh vực môi trường, nhất là các hoạt động thu gom, tái chế và xử lý chất thải, phát triển và ứng dụng công nghệ sạch hoặc công nghệ ít gây ô nhiễm môi trường, hoàn chỉnh luật pháp, tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên, thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải xử lý ô nhiễm hoặc chi trả cho việc xử lý ô nhiễm, để từng bước hiện đại hóa công tác nghiên cứu dự báo khí tượng thủy văn, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, để xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng dân số, phát triển kinh tế và đô thị hóa với bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, rồi mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên, chú trọng lĩnh vực quản lý khai thác sử dụng tài nguyên nước. Phần ba lớn, kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. Sau hơn 30 năm đổi mới đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, trong đó có những thành tựu nổi bật của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thứ nhất là cơ sở vật chất, kỹ thuật của đất nước được tăng lên đáng kể, khả năng độc lập tự chủ của nền kinh tế được nâng cao, từ một nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, cơ sở vật chất yếu kém đi lên. Đến nay đất nước ta đã có trên 130 khu công nghiệp, khu chế xuất, kinh tế mở, nhiều hoạt động có hiệu quả, nhiều khu hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ ngành công nghiệp chế tác, cơ khí chế tạo và nội địa hóa sản phẩm ngày càng tăng. Ngành công nghiệp sản xuất tư liệu như luyện kim, cơ khí, vật liệu xây dựng, hóa chất, khai thác và hóa dầu đã và đang có những bước phát triển mạnh. Công nghiệp nông thôn và vùng miền núi có bước tăng trưởng cao hơn tốc độ trung bình cả nước. Nhiều công trình quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng được xây dựng như sân bay, cảng biển, đường bộ, cầu, nhà máy điện, bưu chính viễn thông theo hướng hiện đại. Thứ hai là cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt được những cái kết quả quan trọng. Tỷ trọng công nghiệp xây dựng tăng, nông lâm ngư giảm. Rồi, cơ cấu kinh tế vùng cũng đã có điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế so sánh của từng vùng, từng địa phương. Các vùng kinh tế trọng điểm phát triển nhanh, đóng góp vào sự tăng trưởng và là đầu tàu của nền kinh tế. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế và đan xen nhiều hình thức sở hữu. Cơ cấu lao động cũng đã có sự chuyển đổi tích cực gắn liền với quá trình chuyển dịch của cơ cấu kinh tế. Rồi là những thành tựu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần quan trọng đưa nền kinh tế nước ta đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân từ năm 2000 đến nay đạt trên 7% một năm. Điều đó góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo. Rồi thu nhập bình quân đầu người hàng năm cũng tăng lên đáng kể. Cụ thể đến năm 2018 thì thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đã đạt khoảng 2.500 đô trên người. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Chúng ta thấy ở ý nghĩa của đường lối, những thành tựu trên đây có ý nghĩa rất quan trọng và là cơ sở phấn đấu để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nghèo và kém phát triển. Thực sự đến năm 2008, Việt Nam mình đã cơ bản thoát khỏi một nước nghèo và kém phát triển, gia nhập hàng ngũ của các nước đang phát triển. Về hạn chế
và nguyên nhân. Bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được, thì quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn thấp so với khả năng và thấp hơn nhiều nước trong khu vực thời kỳ đầu công nghiệp hóa. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng vào các cái ngành công nghiệp mà công nghệ thấp, tiêu hao vật chất cao, sử dụng nhiều tài nguyên, vốn và lao động, năng suất lao động còn thấp so với nhiều nước trong khu vực. Rồi nguồn lực của đất nước chưa được sử dụng và có hiệu quả cao. Tài nguyên đất đai và các nguồn vốn của nhà nước còn bị lãng phí, thất thoát nghiêm trọng. Nhiều nguồn lực trong nhân dân chưa được phát huy. Để cơ cấu kinh tế thì còn chuyển dịch chậm. Trong công nghiệp các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao thì còn ít. Trong nông nghiệp sản xuất chưa gắn kết chặt chẽ với thị trường. Nội dung công nghiệp hóa, nông nghiệp nông thôn, nông dân còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực của đất nước còn thấp. Tỷ trọng lao động qua đào tạo cũng còn thấp. Lao động thiếu việc làm và không việc làm cũng còn nhiều. Các vùng kinh tế trọng điểm nhưng chưa phát huy được thế mạnh để đi nhanh vào cơ cấu kinh tế hiện đại. Kinh tế vùng chưa có sự liên kết chặt chẽ hiệu quả, thấp và chưa được quan tâm đúng mức. Cơ cấu thành phần kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo được đầy đủ môi trường hợp tác cạnh tranh bình đẳng và khả năng phát triển của các thành phần kinh tế. Cơ cấu đầu tư cũng chưa hợp lý, rồi công tác quy hoạch chất lượng thấp, quản lý kém, chưa phù hợp với cơ chế thị trường. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nhìn chung mặc dù đã cố gắng đầu tư, nhưng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội Việt Nam còn lạc hậu, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu, làm hạn chế sự phát triển kinh tế xã hội. Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan. Cụ thể, nhiều chính sách và giải pháp chưa đủ mạnh để huy động và sử dụng được tốt nhất các nguồn lực, cả nội lực và ngoại lực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thứ hai, cải cách hành chính còn chậm và kém hiệu quả, công tác tổ chức, cán bộ chậm đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu. Rồi công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện cũng yếu kém. Ngoài các nguyên nhân chung nói trên, còn có các nguyên nhân cụ thể trực tiếp như công tác quy hoạch chất lượng kém, nhiều bất cập, bất hợp lý dẫn đến quy hoạch treo khá phổ biến, gây lãng phí nghiêm trọng. Rồi cơ cấu đầu tư bất hợp lý đã làm cho đầu tư kém hiệu quả, công tác quản lý yếu kém, gây lãng phí, thất thoát, tệ, tham nhũng, quan liêu đang diễn ra nghiêm trọng. Đó là những nội dung mà chúng ta trao đổi với nhau trong chương 4 đường lối công nghiệp hóa. Các anh chị và các bạn về nhà chúng ta ôn tập những nội dung này của chương 4. Đó, tư duy của Đảng về công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới, tức là 1960 đến năm 1985, qua ba đại hội, đại hội 3, đại hội 4, đại hội 5. Và công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới, tức là từ năm 1986 đến nay, đến năm 2018 đi. Rồi thứ hai là nội dung định hướng của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Mục tiêu quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những thành tựu hạn chế của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chúng ta cũng có thể tìm hiểu về mô hình công nghiệp hóa qua hai thời kỳ. Thời kỳ trước đổi mới và thời kỳ đổi mới.